Những ngày qua, mưa lớn kéo dài và gió lốc đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương khu vực miền Trung. Tại Quảng Ngãi, thì lượng mưa phổ biến đo được trong 2 ngày là từ 300 đến 670mm, nhất là khu vực miền núi. Mưa lớn đã gây tình trạng sạt đất, gây chia cắt nhiều tuyến đường. Ngoài thiệt hại cho đường xá, các công tác cứu hộ người bị nạn tại Thủy điện Cà Tinh đang được khẩn trương triển khai trong điều kiện thời tiết xấu. Tại xã Trà Lâm, huyện núi Trà Bồng, thì mưa lớn từ tối hôm qua đã gây ra hiện tượng sạt lở đất. Như các bạn tại đây hiện trường sự việc, một lượng đất đá lớn đổ sập xuống cái tổ máy, trong đó có một công nhân đang làm việc. Khu vực tìm kiếm nạn nhân vẫn còn có mưa lớn. Các lực lượng chức năng của Quảng Ngãi đã huy động các xe máy xúc đào bùn mở đường tiếp cận khu vực tổ máy bị sạt lở. Cố gắng là tiếp cận được cái địa điểm mà cái sạt lở tại cái tổ máy. Hiện nay trời mưa còn rất là nặng hạt, thì nguy cơ sạt lở còn rất là cao và lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận hiện trường để mà cứu người bị nạn. Sáng nay, tàu 302 vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn cách đông bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 45 hải lý và lai dắt vào bờ an toàn. Trước đó, thì vào chiều qua, một tàu đang đánh cá ở địa điểm trên thì bị hỏng máy, phải thả trôi và phát tín hiệu cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo, vùng 3 Hải quân đã điều động tàu cứu nạn khẩn trương ứng cứu tàu cá này. Mặc dù thời tiết trên biển không thuận lợi, nhưng lực lượng cứu hộ đã tính toán chính xác hướng trôi của tàu bị nạn để kịp thời tiếp cận nhanh chóng. Hiện tại, sức khỏe của 8 ngư dân trên tàu cá đều ổn định. Những ngày qua, nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ ngập sâu do chiều cường dâng cao. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng khi nước tràn vào nhà, xe thì bị chết máy hàng loạt. Lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên đã nhanh chóng có mặt tại các điểm nóng để hỗ trợ người dân đi lại. Những hình ảnh đẹp trong thiên tai của các tình nguyện viên ở Cần Thơ. Hầu hết các bạn là thanh niên trong khối quân sự, công an, phòng cháy chữa cháy và dân sự ở các phường, tình nguyện thành lập các tổ đội, trực chiến tại các điểm ngập sâu, các khu vực xung yếu như bệnh viện hay khu đông dân cư để hỗ trợ cho người dân. Bữa nay thì khoảng tầm 5 rưỡi sáng tôi xuất hiện ngoài này rồi. Bữa nay thì người dân ít ra đường hơn, thì có lẽ là do học sinh người ta được nghỉ học ở nhà online rồi. Còn tình hình thì có lẽ nước nó cao hơn hôm qua một chút nữa. Và lực lượng thì gồm có công an và quân sự và tất cả các lượng hỗ trợ như đoàn thanh niên thì khoảng chừng có 20 đến 25 người. Và công việc sáng giờ là chỉ hỗ trợ người dân bị xe thì tắt máy hoặc là những cô chú vào bệnh viện là lớn tuổi, tại bệnh viện này bệnh viện tim mạch nên là cũng là khá là vất vả. Chiều cường đạt đỉnh ở 2 khung giờ, 5 đến 7 giờ sáng và 17 đến 19 giờ tối, đúng vào giờ cao điểm nên càng ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông. Thấy cảm động lắm luôn á. Thấy các bạn cũng như còn trẻ mà biết giúp đỡ người dân vậy đó, chứ giờ vậy là dẫn không nổi vậy đó. Thật ra thì giờ em dắt cái xe nó cũng không nổi, đi không còn cảm thấy là rất là khó, nói chỉ là dắt cái xe đó trong cái nước như vậy. Theo thống kê, thành phố Cần Thơ có 150 tuyến đường bị ảnh hưởng bởi chiều cường trong 2 ngày qua. Nhiều khu vực ngập sâu trên nửa mét, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tin buồn là đây chưa phải là những gì kết thúc. Chiều cường sẽ còn tiếp tục đạt đỉnh vào ngày mai, ngày 12 tháng 10. Thế nhưng tin vui thì những gì tồi tệ nhất cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày này thôi. Sau ngày mai thì chiều cường sẽ suy yếu và cuộc sống của bà con sẽ sớm trở lại bình thường.